Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ hai, ngày 23 tháng 8 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trước tình hình dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, các đơn vị địa phương tiếp tục triển khai tăng cường các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan bùng phát trên địa bàn. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, huyện An Lão tiếp tục đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành tiến độ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong tháng 9 theo đúng kế hoạch đề ra. Thưa quý vị, chiều nay, đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố dự hội nghị tiếp xúc cử tri, thông báo kết quả kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi tiếp xúc, cử tri trên địa bàn bày tỏ phấn khởi về kết quả kinh tế xã hội của thành phố 6 tháng đầu năm, đặc biệt là trong bối cảnh diễn biến của dịch COVID-19. Với sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức một kỳ họp thành công. 100% các đại biểu tham dự đồng tình nhất trí cao với những nội dung của kỳ họp lần thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố và mong muốn 31 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ sớm đi vào cuộc sống, góp phần quan trọng trong việc phát triển mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Trong đó có các nghị quyết được dư luận nhân dân đặc biệt quan tâm như nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm, các quy định về mức thu học phí năm học 2021-2022 đối với các bậc học, quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non và thông qua điều chỉnh bổ sung danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và các nghị quyết khác. Chiều nay, đồng chí Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, chủ trì hội nghị kết nối doanh nghiệp để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong quá trình thực hiện tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Tại hội nghị, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải, đại diện các doanh nghiệp đã ký biên bản ghi nhớ về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm trong quá trình thực hiện tháo dỡ nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải là đầu mối liên hệ, kết nối, chịu trách nhiệm quản lý giám sát thực hiện hợp đồng mua bán giữa doanh nghiệp và các cơ sở nuôi trồng thủy sản về chất lượng, khối lượng, giá cả, giao nhận. Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh, nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp và thực tế thị trường các sản phẩm, các doanh nghiệp sẽ thông báo kế hoạch thu mua sản phẩm cho Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải. Biên bản ghi nhớ được ký kết trên tinh thần tự nguyện, bình đẳng cùng có lợi, các bên sẽ quyết định nội dung giá cả, khối lượng, tiến độ và hình thức mua bán sản phẩm. Trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên sẽ được quy định trong hợp đồng riêng biệt. Biên bản ghi nhớ này được dùng như là cơ sở cho việc hợp tác giữa các bên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Trung Kiên, trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, cảm ơn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đã quan tâm giúp đỡ chia sẻ với chính quyền và nhân dân huyện Cát Hải trong việc tiêu thụ sản phẩm trong quá trình thực hiện tháo dỡ cơ sở nuôi trồng thủy sản trên các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải và các doanh nghiệp thực hiện tốt biên bản ghi nhớ đã ký kết tại hội nghị hôm nay và đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Cát Hải thông tin công khai các sản phẩm đơn giá đến các doanh nghiệp có kế hoạch để hỗ trợ doanh nghiệp khi tiêu thụ sản phẩm như việc bảo quản, vận chuyển, giao nhận. Đồng chí cũng đề nghị các doanh nghiệp hạ tầng, doanh nghiệp thứ cấp, các doanh nghiệp đã ký kết hôm nay tiếp tục lan tỏa công việc ý nghĩa này đến các doanh nghiệp khác để làm sao tiêu thụ sản phẩm được nhiều nhất để hỗ trợ ngư dân và cũng là hỗ trợ thành phố trong triển khai các công việc để UNESCO công nhận Vịnh Hạ Long, quần đảo Cát Bà là di sản thiên nhiên thế giới vào năm 2022. Thông báo về việc hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021. Ngày 25 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố có công văn số 8262 về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2021. Trong đó, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vào ngày 24 tháng 8 năm 2021, tức thứ ba. Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch và tránh tập trung đông người, Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến như sau: 1. Hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2021. 2. Giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố kiểm tra, rà soát các vụ việc, các nội dung công dân đăng ký, gặp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố để chủ động đề xuất chỉ đạo giải quyết. 3. Giao Thủ trưởng các sở ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện chủ động chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố thông báo để các cơ quan đơn vị liên quan và công dân biết thực hiện.
Sau 23 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng, hôm nay thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, thành phố có thêm một ca mắc COVID-19 mới. Bệnh nhân là nam, sinh năm 2013, có địa chỉ tại đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Trước đó, chiều tối qua, bệnh nhân cùng mẹ và lái xe đi xét nghiệm sàng lọc có kết quả xét nghiệm gộp mẫu nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế quận Lê Chân tiến hành lấy mẫu lại, gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Phòng. Và đến 13 giờ chiều nay, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Mẹ bệnh nhân và lái xe có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Sau khi có kết quả xét nghiệm, ngành y tế đã phối hợp với quận Lê Chân trực tiếp chỉ đạo công tác khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trong khu vực. Ngay sau khi nhận được thông tin ca dương tính trên địa bàn quận Lê Chân, thì ngay lập tức toàn bộ hệ thống phòng chống dịch quận kích hoạt từ quận tới phường dưới sự chỉ huy trực tiếp của đồng chí Bí thư quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân quận, thì Lê Chân tập trung cao, một là tiến hành cái việc truy vết thần tốc và khoanh vùng rất nhanh và điều tra dịch tễ, tìm nguyên nhân, và đặc biệt là khóa chặt 86 người dân, 26 hộ và lấy mẫu xét nghiệm một cách thật nhanh để tìm kết quả và tìm đặc biệt là đánh giá nguy cơ và đặc biệt là đánh giá thêm cái phần nguyên nhân gây ra dịch tễ mà cái ca dương tính xảy ra tại quận Lê Chân. Đây là bệnh đã phát hiện được nguồn lây, ngay sau đó F0 đã được đưa đi cách ly tại bệnh viện. Hiện tại, ngành y tế và chính quyền địa phương vẫn đang tiếp tục tập trung điều tra dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch, điều tra truy vết, cách ly y tế, lấy mẫu 78 trường hợp liên quan đến ca F0 và phun thuốc khử khuẩn, xử lý ổ dịch, phong tỏa tạm thời khu vực nhà của ca bệnh. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có văn bản số 5827 gửi Sở Y tế, Công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận Lê Chân. Theo báo cáo của Sở Y tế tại văn bản số 587 ngày 23 tháng 8 năm 2021 về trường hợp ca bệnh bị dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân cho thấy ca bệnh vào quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cùng bà ngoại từ dịp 30 tháng 4 đến mùng 1 tháng 5 năm 2021. Đến gần đây, cháu được chú đưa về Nghệ An và gặp mẹ vào ngày 21 tháng 8 năm 2021 tại Nghệ An. Khoảng 2 giờ sáng ngày 22 tháng 8 năm 2021, cháu được gia đình đón từ Nghệ An qua chốt kiểm soát dịch bệnh Cầu Nghìn về nhà ở tại số 4F trên 588 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Vào 18 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2021, ca bệnh được gia đình đưa đi làm xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Sản Nhi và có kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Đến 13 giờ ngày 23 tháng 8 năm 2021, kết quả xét nghiệm đã dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cháu đã được chuyển đến Bệnh viện Trẻ Em để điều trị. Qua truy vết, có 5 trường hợp F1 gồm ông, bố, mẹ, chị gái cháu và lái xe. Trong đó mẹ cháu đã được cách ly cùng cháu tại Bệnh viện Trẻ Em. 4 trường hợp còn lại đã được đưa đi cách ly tập trung tại cơ sở 2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Hiện mẹ cháu và lái xe đã xét nghiệm và có kết quả âm tính. 3 trường hợp còn lại đã lấy mẫu, chưa có kết quả xét nghiệm. Trước tình hình trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố có ý kiến như sau. 1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Lê Chân làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan trong việc để gia đình tổ chức đưa ca bệnh về địa bàn mà không phát hiện được để đưa đi cách ly tập trung ngay từ khi về nhà, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. 2. Yêu cầu Công an thành phố điều tra xác minh việc đưa cháu về địa phương và mang nguồn dịch bệnh COVID-19 về thành phố, khởi tố vụ án nếu đủ điều kiện theo quy định pháp luật, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả thực hiện. Khẩn trương có kết luận với các vụ việc trước đây, Ủy ban nhân dân thành phố đã giao điều tra, xác minh, khởi tố vụ án về việc mang nguồn dịch bệnh COVID-19 về thành phố. Vụ 2 ca bệnh COVID-19 làm việc tại Bệnh viện Giao thông Vận tải. Vụ 2 ca bệnh từ Campuchia đi thuyền về Phú Quốc, Kiên Giang, sau đó đi máy bay từ Phú Quốc về Nội Bài, Hà Nội, rồi sử dụng taxi về Hải Phòng. Vụ xe ô tô chở khách biển kiểm soát 15B03684 chạy tuyến Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh của nhà xe Đoàn Trung Đức. Chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân tại chốt kiểm soát dịch bệnh Cầu Nghìn trong việc để lọt trường hợp ca bệnh vào thành phố, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố. Yêu cầu Ủy ban nhân dân quận Lê Chân, Công an thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện. Chiều nay, đồng chí Cao Xuân Liên có buổi làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch quận Hải An để nắm bắt tình hình thực tế công tác phòng chống dịch tại địa phương.
Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Cao Xuân Liên đánh giá cao công tác phòng chống dịch của quận Hải An trong thời gian qua, đặc biệt là các cơ sở y tế, khám chữa bệnh đã xây dựng các kịch bản sát với tình hình thực tế tại địa phương, chủ động điều kiện cơ sở vật chất, cơ số thuốc và các trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là trong trường hợp xuất hiện ca dương tính tại địa phương. Đồng chí lưu ý, thời điểm hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Cấp ủy, chính quyền địa phương quận Hải An tuyệt đối không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch, chủ động phòng ngừa dịch bệnh theo đúng những chương trình, kế hoạch, kịch bản đã đề ra, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chủ động khai báo y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế và chủ động tố giác các hành vi gian lận, gian dối, vi phạm các quy định phòng chống dịch tới các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời. Cũng trong chiều nay, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam yêu cầu lãnh đạo Sở Y tế thường xuyên có mặt, giám sát chặt chẽ quá trình lắp dựng hệ thống dẫn khí y tế tại Bệnh viện Việt Tiệp cơ sở 2, báo cáo tiến độ thi công với lãnh đạo thành phố 2 ngày một lần, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp nhanh chóng sắp xếp, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất để đơn vị thi công lắp đặt hệ thống dẫn khí y tế, cũng như trang thiết bị phục vụ điều trị người bệnh mắc COVID-19. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công phải đẩy nhanh tiến độ thiết kế, xây dựng khu đế để bồn oxy, hệ thống dẫn khí lên các tầng khu vực điều trị trước ngày 10 tháng 9, sau đó lắp đặt hệ thống giường bệnh và các thiết bị y tế đi kèm, sẵn sàng tiếp nhận điều trị cách ly 300 người mắc COVID-19 mức độ nặng, nguy kịch và 200 người mắc COVID-19 mức độ trung bình tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2. Ngay sau khi hoàn thiện, lắp dựng hệ thống dẫn khí y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, các nhà thầu tiếp tục thi công lắp dựng hệ thống dẫn khí y tế tại các bệnh viện Kiến An, Bệnh viện Y học cổ truyền và các bệnh viện tuyến quận, huyện được lựa chọn điều trị người mắc COVID-19 với khả năng đáp ứng 2.000 trường hợp F0. Từ 12 giờ trưa nay, quận Ngô Quyền dừng hoạt động các điểm bố trí ăn nghỉ tập trung cho lái xe, phụ xe tại 3 trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du và Quang Trung trên địa bàn. Sau khi dừng hoạt động các điểm nêu trên, Trung tâm Y tế quận tiến hành phun khử khuẩn, đảm bảo an toàn để các trường học chuẩn bị năm học mới. Để bảo đảm công tác đón học sinh tự trường theo đúng kế hoạch, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền quyết định dừng hoạt động các điểm bố trí ăn nghỉ tập trung cho lái xe tại 3 trường tiểu học trên địa bàn, giao Trung tâm Y tế quận tổ chức phun khử khuẩn toàn bộ khu vực các trường tiểu học nêu trên trong ngày hôm nay, đồng thời chỉ đạo các phòng đơn vị liên quan và 3 phường Máy Tơ, Máy Chai, Vạn Mỹ phối hợp với các trường thu hồi cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổng vệ sinh, trả lại nguyên trạng các trường học, hoàn thành trong ngày mai, bảo đảm môi trường an toàn trước khi đón học sinh. Quận Ngô Quyền quyết định chuyển điểm bố trí ăn nghỉ cho lái xe về khách sạn Khánh Ngọc trên đường Lê Thánh Tông, phường Máy Chai. Theo tổng hợp của Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, trong thời gian hoạt động từ ngày 3 đến ngày 20 tháng 8, 3 điểm ăn nghỉ tập trung do quận bố trí tại 3 trường tiểu học trên địa bàn đã bố trí cho hơn 1.100 lượt lái phụ xe ăn nghỉ tập trung, góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức lễ xuất quân chi viện lực lượng tham gia chống dịch COVID-19 cho Quân khu 7. Trong đợt này, thực hiện quyết định của Bộ Tổng Tham mưu về việc điều động tạm thời xe cứu thương của Quân khu 3 cho Quân khu 7 để phục vụ phòng chống dịch, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố lựa chọn 14 đồng chí là lái xe, nhân viên quân y cùng xe cứu thương tham gia. Với tinh thần trách nhiệm cao, các quân nhân được lựa chọn tham gia phòng chống dịch tại Quân khu 7 lần này xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của mình, nêu cao tinh thần đoàn kết, tất cả vì cộng đồng, vì nhân dân, không quản ngại khó khăn gian khổ để lan tỏa hình ảnh đẹp của bộ đội Cụ Hồ, góp phần cùng toàn đảng, toàn dân và toàn quân sớm chiến thắng dịch bệnh. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, hạn chế các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19, Tổ kiểm tra liên ngành số 2 thành phố đã phối hợp với Công an huyện An Dương tổ chức tuần tra xử lý các vi phạm hành chính về phòng chống dịch trên địa bàn huyện An Dương sau 22 giờ theo cơ chế thường xuyên, hàng ngày và đột xuất. Tổ kiểm tra liên ngành thành phố số 2 đã tăng cường công tác kiểm tra phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố, tập trung vào các trường hợp ra ngoài đường sau 22 giờ mà không có lý do chính đáng, các hành vi vi phạm pháp luật khác trong công tác phòng chống dịch. Tôi rất là phối kết hợp với chính quyền địa phương và công an địa phương, và chúng tôi xử phạt tới khoảng 70 quyết định xử phạt vi phạm hành chính ở 3 quận huyện là Thủy Nguyên, An Dương và Hồng Bàng. Sau đó thì chúng tôi có những cái kiểm tra đột xuất
qua những cái tuyến mà chúng tôi đã từng kiểm tra xử phạt thì thấy cũng có cái sự thay đổi rõ rệt, là người dân là có ý thức hơn trong cái vai trò mà là thành phố giao cho. Thì chúng tôi, nhiệm vụ của chúng tôi là kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt nghiêm, và từ đó mà lan tỏa sẽ nâng cao cái ý thức trong công tác phòng chống dịch. Qua tuần tra, tổ kiểm tra liên ngành thành phố số 2 đã kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 22 tổ chức cá nhân vi phạm và công bố rộng rãi đối với các trường hợp vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng. Nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm hình sự, tổ sẽ chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định. Thực hiện những cái nhiệm vụ kiểm tra này thì đối với một số cái cơ sở cố tình chống đối, ví dụ các quán game, các quán internet, bia hoạt động chui, thì chúng tôi cử trinh sát kết hợp với lực lượng công an cơ sở để trinh sát trước, sau đó chúng tôi lên kế hoạch xử lý những cái điểm hoạt động chui này. Còn đối với các địa phương khác thì tổ liên ngành kiểm tra đã đến kiểm tra thực tế tại địa bàn xã, và sau đó chúng tôi làm việc với lại ủy ban nhân dân xã, chúng tôi có sự chấn chỉnh nhắc nhở bị các địa phương xã. Trong quá trình kiểm tra, ngoài việc làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến cáo các tổ chức cá nhân chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch và tố giác các hành vi vi phạm, tổ kiểm tra liên ngành thành phố số 2 còn tích cực tham gia với các ngành và chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. Sau khi trên địa bàn thành phố xuất hiện các thuyền viên là các ca mắc COVID-19 nhập cảnh, các biện pháp phòng chống dịch đối với tàu, thuyền viên ra vào làm hàng tại các cảng biển được thành phố siết chặt, góp phần ngăn chặn nguy cơ dịch xâm nhiễm vào địa bàn thành phố. Đối với Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, nhất là biên phòng cửa khẩu cảng, thì ngoài việc duy trì kiểm soát hoạt động nhập cảnh trái phép, các đơn vị còn giám sát chặt chẽ các thuyền viên cách ly tại tàu, không cho thuyền viên rời tàu, không cho người lên làm hàng khi chưa hoàn thành công tác kiểm dịch y tế. Quản lý các cảng biển trải dài từ quận Hồng Bàng tới quận Ngô Quyền, những ngày này, cán bộ chiến sĩ trạm biên phòng cửa khẩu cảng chính đang căng mình trên các cảng biển để giám sát, kiểm soát chặt tàu thuyền viên ra vào các cảng với những biện pháp hết sức nghiêm ngặt. Toàn bộ thuyền viên vào phải có giấy test âm tính mới được phép làm hàng, cũng như là tuyệt đối không cho thuyền viên lên bờ trong quá trình tàu lao động tại cảng. Đơn vị tổ chức một tổ cơ động tuần tra kiểm soát, kịp thời ngăn chặn phát hiện, thứ nhất là thuyền viên, thứ hai là những trường hợp xuất nhập cảnh trái phép. Không chỉ phối hợp với quận Hải An trong việc cử cán bộ chiến sĩ tham gia các chốt kiểm soát tại các bến cảng trên địa bàn quận để giám sát hoạt động của lái phụ xe ra vào cảng, mà biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng còn có nhiệm vụ hết sức quan trọng là siết chặt các biện pháp phòng dịch tại cảng biển. Sau khi phát hiện các ca mắc COVID-19 là thuyền viên nhập cảnh, biên phòng cửa khẩu cảng Hải Phòng đã nâng mức phòng chống dịch lên cấp độ cao nhất. Chúng tôi đã triển khai một cái phương án tối ưu về vấn đề về đảm bảo an toàn cho thuyền viên, không để dịch bệnh lây lan vào trong cộng đồng, cũng như là kịp thời đưa thuyền viên đi khám, điều trị, cách ly theo đúng quy định của Bộ Y tế và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố. Ủy ban nhân dân quận Hải An là triển khai 11 chốt, thì chúng tôi đã phối hợp với lại các cái lực lượng là triển khai ngay ở các cái chốt ở các cổng cảng. Hiện nay là các cái chốt đã bước đầu đi vào hoạt động và kiểm soát tốt được các cái người, phương tiện ra vào lưu trú và làm hàng tại các cái cảng biển, bến cảng. Biên phòng Hải Phòng đang nỗ lực vừa bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại khu vực cảng biển, vừa kiểm soát chặt chẽ các vị trí tàu thuyền cập mạn, tàu nhập cảnh và tàu từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, các đơn vị cũng được yêu cầu tăng cường quản lý các thuyền viên, tuyệt đối không cho phép thuyền viên đi bờ, nhằm chủ động ngăn ngừa không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vừa có văn bản số 5797 về việc tăng cường các biện pháp kiểm soát tàu ra vào cảng để phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian gần đây, Hải Phòng đã ghi nhận nhiều chùm các bệnh liên quan đến các tàu biển vào nhận trả hàng từ các cảng trên địa bàn thành phố. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các quốc gia trong khu vực và các tỉnh thành phố trong cả nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu các sở ngành và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm các chỉ đạo sau. 1. Cảng vụ hàng hải Hải Phòng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin tàu có ca dương tính hoặc nghi ngờ dương tính đăng ký nhập cảnh tại các cảng trên địa bàn thành phố, phải khẩn trương báo cáo và tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phương án tiếp nhận, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các đơn vị chức năng liên quan, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập lây lan vào thành phố.
yêu cầu tất cả các tàu nhập cảnh vào Hải Phòng phải neo tại phao số 0 để kiểm tra và kiểm dịch y tế. Yêu cầu tất cả các nhân viên chức năng, Hoa Tiêu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Cảng Hải Phòng, khi lên tàu làm nhiệm vụ phải tuân thủ đầy đủ các quy định phòng chống dịch, mặc trang phục bảo hộ đầy đủ, hạn chế tiếp xúc, giữ khoảng cách, tự theo dõi sức khỏe. Bố trí địa điểm neo đậu riêng cho các tàu có ca dương tính hoặc nghi ngờ dương tính để triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. 2. Sở Y tế điều động tăng cường nhân lực theo đề xuất của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 100% thuyền viên các tàu nhập cảnh vào Hải Phòng tại phao số 0. Đối với tàu có ca dương tính hoặc nghi ngờ, phải lấy mẫu làm xét nghiệm real-time PCR gửi về Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố CDC Hải Phòng, xác định các trường hợp F0 để có kế hoạch vận chuyển về nơi cách ly và điều trị. Đối với các tàu còn lại, lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh. Chỉ những tàu có kết quả xét nghiệm âm tính mới được vào cảng để nhận trả hàng. Các thuyền viên rời tàu phải cách ly tập trung theo quy định. Chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115, các đơn vị y tế trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Hải Phòng, vận chuyển các trường hợp F0, F1 đến nơi điều trị và cách ly, tuân thủ đầy đủ các quy định phòng chống dịch, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố khẩn trương làm xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của các tàu có ca dương tính hoặc nghi ngờ. 3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh cho thuyền viên, bảo đảm công tác phòng chống dịch, giám sát các trường hợp thuyền viên cách ly tại tàu, đặc biệt các tàu vào cảng Hải Phòng để sửa chữa, đăng kiểm, làm hàng, không cho thuyền viên rời tàu, không cho người lên làm hàng khi chưa hoàn thành công tác kiểm dịch y tế. Bảo đảm an ninh trật tự an toàn tại khu vực cảng biển Hải Phòng, kiểm soát chặt chẽ các tàu thuyền cập mạn, tàu nhập cảnh và tàu từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Hỗ trợ đưa đón cán bộ kiểm dịch của Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế thực hiện công tác kiểm dịch y tế tại Bến Gót, Bạch Đằng, Vịnh Lan Hạ. 4. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Tiêu Hàng hải khu vực 2 tiếp tục hỗ trợ phương tiện thủy phục vụ công tác phòng chống dịch của thành phố theo công văn số 4336 ngày 1 tháng 7 năm 2021. Thực hiện đưa đón cán bộ làm nhiệm vụ kiểm dịch và lấy mẫu xét nghiệm tất cả các tàu nhập cảnh tại vị trí đón trả Hoa Tiêu Hòn Dấu cho đến khi có phương tiện thay thế. 5. Cục Hải quan Hải Phòng thực hiện việc điều phối hàng hóa về các cảng, không để ùn tắc hàng hóa tại cảng biển. Đối với những lô hàng có liên quan đến yếu tố dịch tễ có nguy cơ lây nhiễm, thì phối hợp với cơ quan y tế để xử lý phun khử khuẩn, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lưu thông hàng hóa. 6. Các doanh nghiệp cảng phải có trách nhiệm tiếp nhận những tàu theo chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng, triển khai các biện pháp phòng chống dịch đối với tàu có ca nghi nhiễm hoặc ca dương tính, tuân thủ nghiêm ngặt sự chỉ đạo của cơ quan y tế và thành phố, phối hợp với các địa phương trên địa bàn thành phố để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại địa bàn các cảng, xây dựng phương án phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 7. Cảng vụ đường thủy nội địa có trách nhiệm phối hợp với y tế, công an và chính quyền địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát, xét nghiệm đối với những tàu thuyền, xà lan, tàu cá từ vùng dịch về địa phương. 8. Các doanh nghiệp vận tải biển tổ chức xét nghiệm thường xuyên, định kỳ và tổ chức tiêm vaccine cho toàn bộ lãnh đạo và thủy thủ khi xuống tàu thực hiện nhiệm vụ. Quản lý chặt chẽ các thuyền viên và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch khi đến các tỉnh, thành phố đang có dịch, đặc biệt đến các nước đang bùng phát dịch bệnh. Tuyệt đối không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan về Việt Nam và thành phố. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong thành phố thực hiện kiểm dịch và phòng chống dịch bệnh theo quy định của thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện. Sau đây là những thông tin chúng tôi mới cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Tính từ 18 giờ hôm qua đến 18 giờ 30 hôm nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.280 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.266 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay có 6.945 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số ca được điều trị khỏi là 154.612 ca. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ hôm nay, Hải Phòng ghi nhận 3 ca nhiễm mới. Trong đó, 2 ca là F1 của các ca bệnh là thuyền viên nhập cảnh đã được cách ly trước đó. Tích lũy số trường hợp ghi nhận tại Hải Phòng là 57 ca, số khỏi bệnh xuất viện là 34 ca, số ca bệnh đang cách ly điều trị là 23 ca, trong đó ở Bệnh viện Trẻ Em 1 ca, Bệnh viện Việt Tiệp 3 ca, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 19 ca. Hướng dẫn các biện pháp cách ly đối với người từ các vùng có dịch bệnh về Hải Phòng, quý vị truy cập vào trang web covidmap.haiphong.gov.vn, thhp.vn, fanpage THP của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong bối cảnh nhiều tỉnh thành phố phía Nam đang có số lượng ca mắc COVID-19 tăng nhanh mỗi ngày,
thì Hải Phòng đã chủ động đẩy mạnh việc tiêm phòng vaccine và thực hiện nghiêm biện pháp 5K. Đến nay, Hải Phòng đã hoàn thành 6 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 với tổng số gần 140.000 mũi tiêm, góp phần đưa thành phố tiến gần hơn đến việc sớm hoàn thành mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng vào quý 1 của năm sau. Tuy nhiên, nhiều người còn băn khoăn xung quanh việc tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Chúng tôi xin gửi tới quý vị một số thông tin cần biết về vấn đề này. Với phụ nữ sau sinh và bà mẹ đang cho con bú, có thể tiêm vaccine phòng COVID-19 nếu có sẵn vaccine. Tiêm vaccine an toàn cho cả mẹ và bé. Vì vậy, bạn không cần phải tạm ngừng cho con bú sau khi tiêm vaccine. Trong một số trường hợp, nếu bạn tiêm mũi vaccine đầu tiên là AstraZeneca, thì có thể tiêm mũi vaccine thứ hai là Pfizer. Các nghiên cứu đang được tiến hành để đánh giá tính hiệu quả và an toàn khi được tiêm phối hợp các loại vaccine phòng COVID-19. Các số liệu mới cho thấy, việc kết hợp mũi tiêm vaccine đầu tiên là AstraZeneca với mũi thứ hai là vaccine Pfizer là an toàn và hiệu quả trong trường hợp nguồn cung hạn chế. Hiệu lực bảo vệ của vaccine chỉ đạt được sau khi tiêm từ 2 đến 3 tuần. Nếu bạn được tiêm vaccine loại 2 liều, miễn dịch đầy đủ chỉ đạt được sau khi tiêm mũi vaccine thứ hai từ 2 đến 3 tuần. Vaccine có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bạn mắc COVID-19, bị bệnh nặng hoặc tử vong. Phải mất vài tuần sau khi tiêm đủ liều vaccine, cơ thể bạn mới sinh ra miễn dịch. Vì vậy, bạn vẫn có nguy cơ mắc bệnh trong thời gian này. Hơn nữa, vaccine không bảo vệ được 100% nên vẫn có một số ít trường hợp mắc bệnh, nhưng bệnh thường nhẹ. Thưa quý vị, kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 diễn ra vào trung tuần tháng 8 vừa qua đã thông qua 31 nghị quyết, trong đó có quyết định chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ. Như vậy là sau 2 năm kể từ khi khánh thành dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 1, người dân thành phố lại hết sức phấn khởi, mong đợi giai đoạn 2 của dự án sớm được triển khai, góp phần chỉnh trang khu vực trung tâm thành phố, xứng tầm một đô thị xanh, văn minh và hiện đại. Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 1, đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Kỳ đã hoàn thành. Công trình đi vào hoạt động làm thay đổi diện mạo của dải trung tâm thành phố. Mới đây, tại kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua nghị quyết, quyết định chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2, đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ. Thành phố có nghị quyết để chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2 là rất hợp với lòng dân. Và đây là nguyện vọng của nhân dân đã từ lâu. Lần này, thành phố chính thức có nghị quyết thì đây là ý đảng lòng dân và đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân. Nhân dân rất phấn khởi, sẽ làm tăng cái vẻ đẹp của thành phố và làm như là cho cái bộ mặt đô thị của Hồng Bàng cũng được rạng rỡ thêm. Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ liên quan đến địa giới hành chính 3 tổ dân phố của phường Minh Khai, quận Hồng Bàng. Người dân trên địa bàn rất phấn khởi khi Hội đồng Nhân dân thành phố đã thống nhất chủ trương đầu tư thực hiện dự án. Nhân dân chúng tôi mong muốn là thành phố sẽ tổ chức làm sớm để nhân dân chúng tôi được hưởng những cái phần về chỉnh trang đô thị, thế rồi là về môi trường, thế là làm phong quang đường xá nói chung. Để hiện đại hóa đô thị Hải Phòng theo hướng đô thị xanh, đô thị thông minh hiện đại, thành phố đã có chủ trương trong 5 năm, giai đoạn 2020-2025 sẽ cơ bản hoàn thành đầu tư các công trình dự án trong quy hoạch phát triển không gian đô thị theo 3 hướng đột phá, trong đó chú trọng chỉnh trang, nâng cấp đô thị trung tâm, nhất là các khu đô thị dọc theo hai bờ các dòng sông chảy qua nội đô, trong đó có sông Tam Bạc. Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Hoàng Văn Thụ với mục tiêu cải tạo, mở rộng đường giao thông ven sông và nâng cao khả năng kết nối giao thông thuận lợi với các trục đường chính trong khu vực, kết nối giao thông đường bộ, tạo thành mạng lưới giao thông quan trọng trong quận Hồng Bàng, góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông của thành phố. Người dân mong dự án sớm được triển khai, đưa nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố vào cuộc sống. Theo kế hoạch thì đến ngày 30 tháng 9 tới đây, tất cả các công trình thuộc giai đoạn 2 ở 8 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 sẽ phải hoàn thành và đưa vào sử dụng. Vì vậy hiện nay, huyện An Lão đang tích cực đẩy nhanh việc thi công, cố gắng đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình. Giai đoạn 2,
Xã Tân Dân, huyện An Lão có 22 công trình nông thôn mới kiểu mẫu với tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 148 tỷ đồng. Trong đó có 11 công trình về giao thông, 9 công trình hệ thống điện chiếu sáng, 1 công trình về môi trường và 1 công trình mua bê tông tươi để mở rộng các tuyến đường ngõ xóm. Hiện nay, các công trình đang được các nhà thầu tập trung thi công xây dựng, đạt trung bình được hơn 90% khối lượng. Riêng công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường 36 từ cầu An Thắng đến cầu Nghệ có chiều dài 2,2 km, rộng 9 m, tổng mức đầu tư hơn 38,5 tỷ đồng, mới đạt tiến độ khoảng 75% do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên hiện nay, nhà thầu cũng đã thảm asphalt được khoảng 1,6 km, hoàn thiện các hạng mục đi kèm như cống thoát nước, vỉa hè, điện chiếu sáng. Với một cái chiều dài là 2,2 km, với một cái quy mô xây dựng là nâng cấp cải tạo nền mặt đường 9 mét mặt đường và hai bên là có bó vỉa, có hè, mỗi bên 1,5 m và có hệ thống thoát nước dọc hai bên và có điện chiếu sáng. Với cái khối lượng công việc của dự án như vậy thì đến nay chúng tôi đã thực hiện được 75% công việc. Còn lại 25% công việc thì chúng tôi đang kết hợp với lại chủ đầu tư là ban quản lý dự án huyện An Lão để thúc đẩy nhanh cái công tác giải phóng mặt bằng và chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện và công việc còn lại trước tháng 9. Hiện nay huyện An Lão đang tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng đối với 11 công trình giao thông và 1 công trình môi trường với 858 tổ chức và cá nhân liên quan. Trong đó có 353 hộ dân hiến đất nông nghiệp, 488 hộ dân hiến đất thổ cư, nhận kinh phí hỗ trợ vật kiến trúc. Qua công tác tuyên truyền vận động thuyết phục, toàn bộ các hộ dân có đất nông nghiệp đã hiến đất, bàn giao mặt bằng, 444 hộ dân có đất thổ cư đã nhận tiền hỗ trợ vật kiến trúc trên đất, còn 27 hộ chưa nhận tiền. Hiện nay trên toàn địa bàn xã là còn vướng mắc 27 hộ dân là chưa đồng tình với phương án hỗ trợ về vật kiến trúc giải phóng mặt bằng. Trong cái thời gian tới thì là huyện sẽ giao cho Ủy ban nhân dân xã cùng với các tổ chức chính quyền là đối thoại với dân. Sau đó là huyện sẽ có các cái phương hướng và cái cách giải quyết để tìm cách để tháo gỡ để tạo điều kiện cho người dân. Với tiến độ xây dựng và khối lượng công việc đã hoàn thành như hiện nay, huyện An Lão tin tưởng các công trình nông thôn mới kiểu mẫu tại xã Tân Dân sẽ về đích đúng kế hoạch. Tuy nhiên, một vướng mắc có thể làm ảnh hưởng đến tiến độ là công tác giải phóng mặt bằng khi vẫn còn một số hộ nằm rải rác trên các tuyến đường chính, chưa nhận tiền hỗ trợ, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Vì vậy hiện nay, song song với việc đẩy nhanh tiến độ thi công, thì công tác giải phóng mặt bằng đang được huyện An Lão tiếp tục đẩy mạnh, cố gắng hoàn thành dứt điểm trong tháng 8 để tập trung thi công, xây dựng hoàn thành trong tháng 9 theo đúng kế hoạch. Như thường lệ, những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, trong cơn dông đề phòng có sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C. Phía bắc thành phố nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, trong cơn dông đề phòng có sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C. Phía nam thành phố nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, trong cơn dông đề phòng có sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, trong cơn dông đề phòng có sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ C. Huyện đảo Bạch Long Vĩ nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, trong cơn dông đề phòng có sét và gió giật mạnh, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ C. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4.